Chào mừng các bạn đến với trang web vẽ không khó.com. Video ngày hôm nay là video 07 các bạn ha. Mình sẽ làm quen với công cụ ha, trên phần mềm Illustrator CC 2017 các bạn ha. Ok, bây giờ mình vào phần mềm Illustrator, mình tạo một cái new mới ha. Mình làm bài tập mà, cái new nhỏ thôi, 20-20 xăng ha. Ok. Rồi, bây giờ mình sử dụng công cụ này các bạn, hai công cụ này. Đầu tiên nhất là công cụ thứ nhất. Bấm vào nó ha, bấm vào nó. Ngay công cụ này có cái tam giác nhỏ thôi mà ha. Bấm vào nó. Các bạn bấm vào đây một cái thì nó thể hiện ra ha. Rồi, công cụ Rotator ha. Bấm vào nó. Nhưng mà trước khi bấm vào nó thì mình sẽ cho các bạn một cái bài tập ha. Mình sẽ chọn là công cụ tròn ha, hình elip. Mình sẽ vẽ một cái hình elip bất kỳ ha. Hoặc là các bạn vào đây bấm V ha, bỏ ra. Hoặc các bạn bấm vào đây ha, thì nó cho mình ha cái thông số mình muốn rõ ha. Ví dụ 1 3 tab rồi chuyển xuống 3 ha, thì nằm ở đây. Cái này là cái đơn vị tính của nó là mm ha các bạn ha. Đó, mm. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn chuyển qua cái đơn vị tính ra thì các bạn có thể ha, chuyển qua bằng cách là vào view. View ruler ha, show ruler. Rồi các bạn đưa con chỏ vào đây các bạn ha, click chuột phải đó, ở đây các bạn đổi qua tất cả ha. Đó, các bạn muốn chuyển qua cm thì chuyển ha. Sau đó các bạn vào đây ha, là các bạn định cho nó 1 3 ha, hoặc là 1 đi, 1 xăng 3 xăng ha. Enter ha các bạn ha, tùy. Rồi bỏ cái này đi, sau đó mình chọn công cụ này ha, mình bấm vào Rotator Tool ha. Rồi là các bạn thấy không, ngay chỗ này là có nguyên một dấu chấm ha, chấm xanh. Mình di chuyển chấm xanh này ra ngoài ha, một cái tâm nào đó bất kỳ ha. Ví dụ mình để đây một cái tâm. Rồi sau đó các bạn bấm phím Alt đưa con chỏ vào cái hình này, elip này, bấm phím Alt thì nó sẽ ra một cái mũi tên nữa ha. Lúc này các bạn giữ phím Alt luôn nha, các bạn di chuyển cái hình elip này ra ngoài ha. Đó, tùy các bạn muốn di chuyển đi đâu các bạn di chuyển ha, nhưng mà mình hiện tại mình để vậy ha. Đó, sau đó mình copy ra nhiều cái laser này nữa ha, nó sẽ thành cái bông hoa. Lúc này các bạn, lúc này là nó đang chọn của cái hình thứ hai ha, các bạn bấm Ctrl D. Đó, thì nó sẽ nhảy đồng tâm ha. Tại cái trục xanh này ở đây là mình đã bấm rồi, thì nó sẽ chạy theo cái trục xanh này ha. D ha. Đó, ok. Thì nếu mà cái hình này các bạn thấy là nó nằm trong chồng lên hình này, đúng không? Thì cái khoảng cách này là mình di chuyển lại cho nó hợp lý ha. Ví dụ như mình bấm vào đây ha. Rồi bấm an ha. Đó, hoặc là mình cho nó vô tí xíu, hoặc là rời ra tí xíu, tùy ha. Cái cho D bấm lại. Di chuyển nó ra. Rồi còn trên D nó sẽ chạy xung quanh ha. Đó, ha các bạn ha. Rồi, ví dụ như bây giờ mình muốn tô màu cho đối tượng này trước đi ha. Ví dụ bây giờ mình tô màu này xong rồi mình xoay chuyển á, thì nó ra luôn cái bông hoa đã có màu luôn. Còn nếu mà mình vẽ như thế này á, thì lát nữa mình sẽ tô cho
là cái trắng này hơi cực, từng cắn một hơi cực các bạn ha. Ở đây các bạn có thể đổ màu ha, đổ màu gì tùy ý, chót cũng vậy, các bạn thay đổi ha. Đó, nhưng mà ở đây mình chọn cái chế độ Radiant. Radiant này làm những bài tập sau là mình sẽ tập ha, nhưng bây giờ mình vẫn ngượng nó để mình minh họa cho các bạn xem ha. Đó, thì hiện ra chế độ này. Thì song song đây các bạn bấm vào đây đó, thì sắc độ nó sẽ chuyển hết các bạn ha. Rồi các bạn đưa ông chỏ vào đây, các bạn kéo nè ha, đó tùy. Ví dụ ở đây mình muốn đổ màu cho nó, nếu mà các bạn lỡ bấm như thế này thì các bạn bấm vào thùng rác một cái nữa ha, rồi bấm vào đây hai cái, hiện ra khoảng màu mình muốn chuyển sắc độ radiant của nó ha. Rồi màu đỏ ở đây là màu vàng ha các bạn ha, đó. Rồi bắt đầu mình sẽ kéo ha, mình sẽ kéo đó, mình muốn di chuyển như thế nào đó, di chuyển tùy mình đó. Ok rồi, lúc này các bạn bấm phím V trên bàn phím ha, nó trở về con chỏ ha. Cái mũi tên đen này á, người ta thường nói là mũi tên đen, mũi tên trắng, nhưng mà mình thường quen dùng rồi, giống như là cái ngón chỏ của mình các bạn ha. Mình chọn nó để mình chọn những cái đối tượng của mình ha. Đó, sau đó ví dụ như bây giờ chốt này nó đậm quá đi ha, đó mình sẽ hạ xuống đó, thấy không? Rồi mình chọn nó, mình chọn vertical ha, rồi mình đưa ra đây. Nhớ các bạn ha, cái điểm xanh này nè, đó nó đang là đồng tâm ha, giữa hình clip mình di chuyển nó ra ngoài ha, di chuyển nó xuống đây đi ha. Đó, sau đó các bạn phím an ha, trên bàn phím các bạn kéo nhẹ ra, bấm phím an, nhớ là giữ luôn nha các bạn ha. Rồi sau đó các bạn cần chân D, nó tiếp tục nó nhân lên ha các bạn ha. Rồi bây giờ ví dụ như là mình sẽ copy cái này ha, mình đưa ra đây. Ví dụ như bây giờ mình muốn chuyển màu cho nó, đúng không, màu khác đúng không, thì mình có thể chọn nó, mình chuyển màu cũng được các bạn ha. Đó ha, màu xanh, màu sáng đi ha, cho nó cho là nhìn thấy dễ hơn. Đó rồi, ví dụ như cái file nè tiểu tiết như thế này ha, mỗi một cái cành hoa, mỗi cành hoa các bạn nhiều lá như thế này ha, mà trong bức tranh của mình nó nhiều cái hoa như thế này thì nó có nhiều layer rất là nhiều ha, thì nó vô tình làm cái file mình nó bị nặng đi các bạn. Bây giờ nếu mà các bạn đã thống nhất rồi ha, không cần chỉnh sửa nữa ha, thì các bạn nên chọn nó đi, chọn nó. Ví dụ như các bạn bấm lỡ qua bên đây đúng không, lỡ phạm qua bên đây những cánh này không, các bạn bấm shift, các bạn trừ ra ha, trừ ra. Rồi cũng là như thế này, các bạn vào fin là path finder ha, đó finder là các bạn có thể, nếu mà mất nó thì các bạn có thể vào window, các bạn kéo nó ra ha, hoặc là shift control F9 ha. Rồi ở đây có chức năng combo path các bạn ha, là nó biến những đối tượng thành một sát ha. Rồi bấm vào ok, thì ở đây các bạn thấy nó dính không đó, nếu mà như vậy thì ban đầu các bạn đừng để cho nó dính ha các bạn ha, cố gắng đừng để cho nó dính. Mình sẽ làm lại ha, quẹt hết đi ha, rồi mình trừ ship này ra, delete, rồi mình chọn đối tượng. À, còn trên D đó các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ dời nó qua đây ha, mình sẽ copy thêm một cái nữa, thì lúc này đây các bạn bấm vào đây ha, đó
bấm vào đây thì nó chuyển qua sắc độ ha. Rồi các bạn radian tiếp tục ha. Đó, các bạn kéo từ điểm giữa này các bạn kéo ra ha. Đó, lúc này các bạn có thể thêm màu ha, đổi màu cho nó. Đó, thấy các bạn ha, quá dễ. Sau đó các bạn có thể tạo thêm một cái hình ha, hình tròn nữa các bạn ha, ship giữ luôn ha. Ship giữ luôn. Rồi các bạn như thế này, các bạn muốn giờ vô giữa thì các bạn bấm thêm ship, bấm thêm là cái phím space á, trên bàn phím á, các bạn kéo ra. Ok, rồi các bạn muốn chuyển màu cho nó như thế nào thì chuyển ha. Đó, ví dụ như mình chuyển qua màu xanh đậm đi, đó, thấy không? Rồi, ok. Đó là công cụ Grotito Tool đó. Rồi, ok. Tiếp đến là mình sẽ sử dụng cái công cụ này. Công cụ này thì thật ra là nó cũng đơn giản lắm các bạn ha. Ví dụ như mình vẽ một cái hình ha, mình trừ này ra đi, mình trừ hai hình trên ha, là mấy cái cánh trên ra, mình bấm vào cái này, mình Ctrl G trên bàn phím các bạn ha, là nó mở lại đó, nó rút lại đó. Sau đó bây giờ mình muốn có thêm một đối tượng này nằm bên trên, hoặc là mình lật lên trên đó, thì bấm vào đây. Ở đây nó cho phép mình nè, ở đây các bạn nhìn vô các bạn dễ hiểu không? Ở đây thì lật ngang qua, cái này lật ngang qua. Ví dụ như bây giờ mình muốn có thêm một đối tượng nữa ha, mình copy một cái nè ha, copy xong mình lật qua đó. Thật ra là cái này là nó điều màu rồi, mình lật qua thì nó cũng giống y chang thôi nhá. Nhưng mà bây giờ mình sẽ lật lên trên các bạn ha, lật lên trên đó, bấm vào đây thì tự động là nó sẽ lật lên trên ha. Nếu mà mình muốn copy thêm một cái nữa đó thì bấm copy, sau đó mình bấm phím V trên bàn phím ha, mình di chuyển lên. Trên bàn phím mình có bốn cái mũi tên các bạn, mình di chuyển lên đó, copy một đối tượng lật lên ha. Đó, sau đó là mình đưa mũi tên đen vào góc này nè các bạn ha, nó hiện ra cái mũi tên cong đó, các bạn có thể điều khiển nó lại ha, điều khiển theo ý của mình. Đó. Đó, cái chức năng này là nó chỉ là như vậy thôi các bạn. Rồi kế tiếp là mình sẽ chọn công cụ này các bạn ha, Scale Tool, bấm vào nó ha. Rồi các bạn bấm vào đây, các bạn lôi cái phần cái công cụ này ra đây ha. Đầu tiên nhất là mình sử dụng cái công cụ này trước. Công cụ này á là nó cho phép mình co giãn đối tượng ha. Đó, một là co giãn đối tượng tự do, hai là mình co giãn đối tượng theo tham số mình đặt ra ha. Ví dụ bây giờ mình tạo một cái hình vuông, chóp của nó là 0.5 ha, cho nó dễ hình dung đó. Hay mình hạ xuống tí xíu đi, chóp nó lớn quá ha, 0.3. rồi ok, thì bây giờ ví dụ như mình muốn co giãn đối tượng từ tâm ha, mình bấm vào đây, mình chọn cái công cụ này trước ha. Đó, thì lúc mình chọn công cụ này là mặc định nó sẽ đưa vào tâm đó các bạn ha. Lúc này là mình đưa con chỏ ra ngoài góc này, các bạn kéo nó thì lúc này là nó co giãn theo đúng tỷ lệ các bạn ha, co giãn theo đúng tỷ lệ. Ok, ví dụ như bây giờ cái tâm này các bạn đặt vào góc này thì góc này nó tự động nó khóa, nó không co giãn. Nhưng mà những góc này ha, bên đây thì nó sẽ co giãn, các bạn thử kéo ha. Ok, các bạn co giãn ha. Ví dụ như mình khóa ở dưới đây, rồi mình co giãn ở đây ha, đó đều được. Song song đó, ví dụ như mình có một cái hình này, bây giờ mình tạo cái hình mới đi ha, bấm rút vào đây hai cái nè,
mình cho cái tham số nó là 4 xăng đi ha, 4 xăng, táp 4 xăng. Rồi. Rồi ví dụ như bây giờ mình muốn cho nó tham số, tôi muốn co giãn cái hình này xuống còn 50%, bấm đúp vào đây hai cái các bạn ha. Đó, thì ở đây cái tùy chọn trên, ha, nó cho mình co giãn đồng đều hết các bạn ha. Ví dụ mình chọn 50%, rồi các bạn có thể review nó, đó, ha, 50% là cái mặc định của này vậy nè, đó. Thì bây giờ mình muốn co giãn nó thì mình chọn 50% co giãn. Ok. Bấm. Bấm ở tùy chọn này mà một lần bấm ok thì cái này co giãn được, co giãn thu về 50%. Nếu các bạn muốn copy ra một cái nữa thì các bạn bấm vào đây ha. Đó. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái hình vuông ban đầu của mình ha là chế độ 100%. Sau khi mình co giãn một đối tượng nữa, mình giảm xuống 50%. Đó các bạn thấy không? Rồi mình lưu ý cho các bạn còn cái chức năng này nữa, ví dụ như bây giờ mình sẽ copy một cái hình này ra thêm một cái nữa các bạn ha, là các bạn chọn nó ha. Thông phim an các bạn kéo ra, rồi các bạn dời nó sang phía trước. Rồi bấm rít vào đây hai cái thì lúc này là chế độ 50%, mình để lại chế độ 100% đi ha. Rồi review nó coi thử em. Rồi ở trên đây á, chức năng này á, một khi mình bấm vào á, nó sẽ co giãn theo đúng tỷ lệ đều ha. Đó thì ở dưới đây nó cho mình là co giãn theo cạnh ha. Đó các bạn theo cạnh, ví dụ ở trên đây mình để 100%, ở dưới đây mình để 50 thôi thì mình sẽ thấy một cái hiện tượng gì xảy ra. Review nó ok, nó co giãn theo bề ngang ha, là bề rộng, bề cao thì không co giãn ha, vẫn là 100%. Ví dụ như bây giờ mình ở trên đây mình để 100%, ở dưới đây mình để 70, đó review nó bấm lại ha, thì các bạn thấy không, nó co giãn ha. Đó ở đây là những cái tham số. Rồi ví dụ như còn một điều lưu ý nữa, mình bỏ cái này đi, rồi mình sẽ ví dụ cho các bạn xem, giống như lần trước mình đã nói các bạn lập brush như vậy nữa, mình phải chọn ha. Ở đây là ví dụ như bây giờ mình bấm vào nó, mình đã định cho nó rồi nền trắng ha, ví dụ như chóp của nó là mình cho nó 5 đi, rồi mình chọn vào đối tượng này. Bây giờ á, nó cũng giống như là công cụ brush vừa rồi mình đã nói với các bạn đó, Ctrl K đó, nhớ không, scale chop effect nè. Đó thì ở trong đây nó cũng có luôn ha, nó tích hợp sẵn luôn ha trong option đó. Ví dụ như bây giờ tôi muốn kéo hình này to ra, to ra ha, hay nhỏ lại. Rồi bây giờ mình kéo nhỏ lại đi, đó thì các bạn thấy á, cái nền fill của mình á, là nó thay đổi nhưng nền chót của mình nó không thay đổi. Mình đặt nó như thế nào 0.5 thì nó vẫn là 0.5. Đó thì ví dụ như sau này các bạn vẽ một tấm hình nào đó ha, thông thường là mình thích vẽ nét lớn ha, mình làm xong xuôi hết rồi mình không chọn công cụ này các bạn ha, scale chop effect, thì nó sẽ có hiện tượng sau khi mình vẽ hết rồi, họa tiết xong hết rồi, giao cho khách hàng, khách hàng nói là yêu cầu bây giờ tôi muốn nhỏ lại 50%, đó 50% đây, nhỏ xuống 50% review nó, hay là nhỏ xuống còn 20% thôi, đó review nó. Đó các bạn thấy không, cái chốt của nó không thay đổi. Thì lúc này cái hiện tượng đó, tác phẩm mình vẽ ra đó, nét toàn bộ lớn, không thể nào chấp nhận được, đó các bạn ha. Rồi, thì bây giờ đó, mình luôn luôn lưu ý các bạn ha,
Trong vấn đề Rust cũng vậy, trong vấn đề scale này cũng vậy, các bạn nên chọn scale drop effect. Đó, mình bấm vào đây các bạn thấy không? Thì cái hình mình thu về tỷ lệ 20%, cái fill nó co giãn 20% và cái chót nó cũng hạ xuống luôn các bạn ha. Nó hạ xuống theo tỷ lệ của cái fill. Đó, nếu mà không chọn nó thì các bạn là các bạn thấy sao? Cái chót nó rất là to. Đúng không? Sau đó mình chọn hết các đối tượng. Mình chuyển về chót nữa cho nó nhỏ lại nữa thì nó không, nó cũng không có đồng đều được ha. Chỉ bằng mình chọn vào đây chót ha, scale chót effect. Bấm ok nó. Ok. Đó, các bạn thấy đó. Nó rất là lợi hại các bạn ha. Lưu ý các bạn ha, không thể nào mà quên được vấn đề này. Mình vẽ đã đời xong xuôi rồi, phải không? Mình không chọn nó, khách hàng một khi khách hàng yêu cầu thôi bây giờ tôi muốn hình nhỏ ha, xuống 20%, lúc đó là cái nét nó rất là lớn các bạn ha. Rồi là bây giờ kế tới là công cụ shear ha, các bạn ha. Shear, shear này là cho phép mình co giãn đối tượng các bạn ha. Đó, co giãn đối tượng ha. Ví dụ như mình cũng giống như bên đây thôi, mình đặt một cái tâm vào đây thì mình có thể co giãn ha, góc bên đây được ha. Đó, ví dụ như mình đặt cái tâm vào đây thì mình co giãn được ha, những khúc này ha bạn ha. Đó, ok, dễ mà ha. Song song đó thì các bạn cũng có thể bấm đúp vào ha, nó coi những thông số góc độ của nó ha các bạn ha. Rồi, cũng y chang như cái này thôi, không có gì khác. Copy ha và ok ha, hoặc cancel. Ok. Rồi, bây giờ kế tiếp là công cụ Resharp Tool ha các bạn ha. Rồi, ví dụ như các bạn là nó là có chức năng, các bạn thấy rồi, điểm neo ha, nó có thể thêm vào điểm neo. Đó, ví dụ như bây giờ mình vẽ một cái đường path bất kỳ ha, mình bấm N ha, bấm N hay bấm pen hay bấm P ha, cũng được các bạn ha. Đó, ví dụ như về mình chọn nó, mình có thể thêm điểm neo vào đây các bạn ha, sau đó mình có thể di dời nó ha. Rồi tiếp tục là mình thêm tiếp ha. Đó, thêm điểm neo. Sau đó mình có thể điều chỉnh ha, mình zoom to lên. Mình dùng phím A ha, là mũi tên trắng mình điều khiển. Đó, cái điểm neo đi ha. Đó các bạn ha. Cũng đơn giản thôi. Thì thật ra là chức năng này nó cũng giống như là chức năng này các bạn ha. Ví dụ như mình vẽ pen. Mình vẽ pen ha. Đó. Rồi bây giờ mình muốn thêm neo vô trong cái điểm pen này. Đó, cái đường bắt này. Đó, thì mình có thể vào đây. Đó các bạn ha. Cộng nè, trừ nè, điều khiển nè. Đó, các bạn bấm vào đây. Các bạn thêm vào đây ha. Đó, các bạn dùng mũi tên A các bạn kéo nó ra. Ha, điều khiển. Thì cái công cụ này nó cũng giống vậy thôi. Đó. Dễ mà các bạn ha. Rồi, cái video này á, mình mong muốn các bạn cố gắng, các bạn tập tới tập lui. Tại vì một khi các bạn mà bước vào vẽ minh họa hay là thiết kế một cái profile nào đó thì những công cụ này cực kỳ quan trọng các bạn ha. Các bạn mà ít thao tác nó, một ngày nào đó các bạn sẽ quên. Chắc chắn là một điều 100% các bạn sẽ quên. Các bạn phải nên thao tác liên tục ha. Thì các bạn sẽ nhuần nhuyễn tool thôi. Rồi, video thứ 7 là đến đây là hết các bạn ha. Rồi, các bạn cố gắng luyện tập cho mình. Rồi, thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại.